này, cái năm một đây phạt này, bạn lẫn vạch. Đứa bữa thi làm bài tốt không? Tốt hả? Chúc mừng nha. Ừ, 9/1. Kìa, sau lưng á, sau lưng mấy đứa. Ồ, sao tự nhiên chắc mấy đứa nhỏ nó rảnh á. Thấy sao em? Nó xài 4G không rồi chứ. Mới đậu cũng qua được cái 15 Pro Max gì đó. Ok chưa? Ok chưa? Này chưa tốt gì? Ừ? Em có jack sát không? Máy để nguyên hả? Em sẽ sát tới nhà. Cái đứa này nó học cao quá rồi. Gì? Gửi rồi hả? Mình nói nó khó hiểu. Đúng anh. Chính nó sẽ bỏ cái chút sẽ chín luôn. Cho nên là thường thường là nói chuyện với nhau là nói phải theo giai cấp, theo tầng lớp. Bạn đâu đến nói với cách nữa. Đi đâu?